Queen, Queen. Tiếng chúa các bạn. Tiếng chúa của đàn Tetrabonera đây. Ôi, nó bỏ lên tay, không sao. Con Queen nó to, to hơn những con kiến thợ mà một chút. Queen đó các bạn. Đấy, ở dưới là thợ quá trời luôn nè. Bò trứng nè. Ui, đừng có bò lên tay tôi nha. Ui, to thế nhỉ. Quyền to lắm. Dạ yeah. Một đàn kiến nếu mà cái loại mà đàn kiến có hoàn hảo á, gọi là kiến chúa á, mà khi bạn bắt một đàn kiến mà không có kiến chúa, đồng nghĩa đàn kiến đó là vô giá trị nhá. Có nghĩa là đàn kiến nó coi như bỏ đi rồi đó. Tại vì đàn kiến phải có kiến chúa thì nó mới phát triển và duy trì nòi giống, nó sinh sản được. Chứ bạn bắt một đống kiến thợ về trứng về mà không có kiến chúa, một thời gian tất cả sẽ chết và không thể sinh sản được. Kiến chúa mới sinh sản được thôi. Một kiến chúa, một con queen thế này nước ngoài, nếu mà loại quý hiếm người ta bán cả $100 và $100 bình thường các bạn. Đây là một loại kiến rất là hiếm, rất là hiếm, rất là khó tìm bắt gặp nhé. Mình phải đi tìm rất là nhiều mới gặp cái đàn này, chứ không phải đơn giản mà bắt được cái loại này đâu. Hiếm lắm. Tetrabonera nhé. Bạn có thể search trên Google hoặc là YouTube gì đó, bạn tìm hiểu thêm. Loại này dữ lắm. Hung. Hung hẳn. Chết. Nhất. Nhất kinh lắm. Nói chung là loại này nuôi rất là đẹp và độc lạ. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Kiến chúa nó không cắn mình à. Bye bye.